Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Đức Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp Chứng Minh. Kính bạch Đại Đức trú trì, chư tôn đức tăng thân, ban tổ chức khóa tu. Chúng con với lòng biết ơn hướng về quý ngài, với tình thương lớn dành cho thế hệ trẻ của chúng con đã kiến tạo biết bao khóa tu mùa hè trong suốt gần 20 năm qua. Nhờ những khóa tu đó mà biết bao thế hệ trẻ đã từng đến, đang trải qua và sẽ trở về, được có những ngày thật đẹp trong thanh xuân của mình, được có những bài học hay. Ngưỡng chúc quý ngài pháp thể thường an, chánh y song vận, để mãi là điểm nương tựa của chúng con hôm nay và mai sau. Nam mô Bồ Tát Hiểu và Thương. Và đặc biệt xin chúc mừng gần 2.000 bạn trẻ đang trải qua khóa tu mùa hè 2024 tại Tổ đình Hoằng Pháp. Tin rằng đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp, những nét son đẹp trong thanh xuân rực rỡ của các bạn. Hãy trân quý phút giây này. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gần 2.000 người từ khắp mọi miền của đất nước lại cùng trở về đây an trú trong khóa tu này. Điều này không phải ngẫu nhiên. Người ta hay nói 100 triệu hạt mưa rơi. Dạ, tất cả người ta từng gặp đều thiết lập bởi một chữ duyên, phải không các bạn? Mà chữ duyên này trong kinh Đức Phật dạy, để chúng ta có thể gặp nhau trong cuộc đời, đi với nhau một đoạn đường dù ngắn hay dài, ngồi với nhau một thời gian dù dài hay ngắn, chúng ta phải có sự tương đồng. Vì sự tương đồng đó mà chúng ta được gặp nhau trong thế giới bao la này, trải qua suốt 7 ngày hôm nay. 4 sự tương đồng đó là gì? Chúng ta có tương đồng về niềm tin, chúng ta có tương đồng về trí tuệ, chúng ta có tương đồng về tâm lượng, và chúng ta có tương đồng về đạo đức, về giới hạnh. 4 sự tương đồng đó đã kết nối chúng ta từ khắp mọi miền đất nước cùng trở về đây. Cho nên phút giây này đáng quý bởi những người bạn đã gặp hôm nay. Xoay qua người kế bên cười một cái, bắt tay nhau một cái. Đây là những người bạn cùng gặp nhau trong những sự tương đồng đáng quý. Cho nên là kết thúc khóa tu, chúng ta phải giữ cái sự liên kết này. Đây là những người bạn có thể đồng hành với mình trong tương lai, phải không các bạn? Xoay qua cười một cái nữa. Rồi cười với mình một cái nữa nè. Thưa các bạn, tại sao mình có thể khẳng định đây là một trong những kỷ niệm đẹp của các bạn? Bởi vì mình cũng từng là một khóa sinh giống như các bạn cách đây hơn 15 năm trước. Đã từng trải qua những khóa tu mùa hè giống như các bạn vậy, gần 15 năm trước. Và khi mà đi qua những khóa tu mùa hè như thế, những hạt giống đầu tiên của mình với Phật Pháp được đạp vỏ và nảy mầm qua những bài học hay như thế này, qua những ngày sống thảnh thơi như thế này. Và kỷ niệm sâu sắc nhất của mình khi đó là gì? Là hình ảnh của quý thầy. Một cuộc đời thật đẹp làm sao? Dẫu cho quý thầy lúc nào cũng tất bật, mồ hôi thì ướt áo, nhưng mà nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Lấy cuộc đời phụng sự làm niềm vui của mình, nương cả cuộc đời mình theo nếp sống của nhà Phật, được tuyên rao lời của Phật dạy, được tuyên dương ngọn cờ của trí tuệ, được phất cao ngọn cờ của bậc thiện trí. Mình thấy cuộc đời đó đẹp quá, và mình đã bắt đầu ước mơ sẽ sống với cuộc đời đó, cuộc đời của người xuất gia. Và hôm nay trở về đây, có thể nói với các bạn rằng mình đang sống trọn vẹn với ước mơ mà mình đã từng mơ ước, một đời sống hạnh phúc của người xuất gia. Cho nên các bạn thì sao? Những người đang trẻ trung đầy sức sống, những người đang sống trong thời thanh xuân rực rỡ, ước mơ của các bạn
đã nảy mầm chưa? Hay chúng ta đang trì hoãn những ước mơ của mình? Hỡi những người trẻ trung đầy sức sống, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em? Chúng ta không thể sống uổng phí cái thanh xuân của mình được. Chúng ta không thể sống một cách uổng phí, như thể thời gian của mình là bất tận. Thời gian luôn là một ẩn số bất ngờ, và thanh xuân này cứ lặng lẽ trôi. Đến lúc chúng ta nhận ra thì lại thêm một lần nữa 10 năm đã trôi qua, và tuổi trẻ thì không còn. Ước mơ của chúng ta đã đi đến đâu rồi? Phải không các bạn? Chúng ta nhìn như vậy không phải để bi quan, mà là để thấy thời gian là đáng quý. Nó đáng quý là bởi vì nó hữu hạn. Chúng ta không thể biết được cái ẩn số thời gian của mình, đời mình được mấy lần 10 năm. Có đóa hoa nào không tàn, có giấc mơ nào không tan, và đời ta thì có mấy lần 10 năm. Phải không các bạn? Cho nên hôm nay, trong phút giây này, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để làm gì? Để nhìn lại những 10 năm qua chúng ta đã sống như thế nào, chúng ta đã gieo những hạt giống gì để hứa hẹn kết quả của mình cho tương lai. Nhìn lại những ngày qua, nhìn lại những 10 năm đã qua, để chúng ta sắp xếp cái lối sống của mình ngay trong hiện tại, để kiến tạo cho mình những ước mơ của hiện tại. Và nhờ đó chúng ta có thể định hướng được tương lai của mình những 10 năm sắp tới. Chúng ta sẽ cùng làm điều đó, sẽ cùng quán chiếu điều đó qua vài trang kinh hay, qua vài câu Phật ngôn phù hợp với mình trong bài pháp thoại với chủ đề mấy lần 10 năm. Đại chúng cùng nghe ha. Nhưng mà trước tiên phải kể lại một chút kỷ niệm trong khóa tu mùa hè. Mình là người đã từng trải qua và có thể kể lại từng kỷ niệm đẹp trong những ngày đó, dẫu đã cách hơn 15 năm rồi, thưa các bạn. Lúc nãy mình vừa vào cổng chùa, mình cảm thấy giật mình. Bởi vì sao? Ở trước đó có nguyên một cái quầy buffet tráng miệng cho các bạn, phải không? Nước ngọt, trái cây, đủ loại. Có trà sữa không? Có luôn đó hả? Rồi, những con người thật là hạnh phúc. Bởi vì sao? Những năm tháng mà mình đi tu, mình tu suốt 3 khóa 2007, 2009, 2010, nước đá không có mà uống nữa. Tu tới ngày thứ 2 là bắt đầu nó thèm rồi. Cho nên trong những cái nội quy khóa tu mà được in ở phía sau cái tờ lưu ý đó, có mấy điều các bạn? 9 điều. Điều thứ 8 là mình phân vân nhất: không được mang nước ngọt và nước có ga vào khóa tu. Trời, chắc không đi tu quá. Cũng may là cái thời đó chưa có trà sữa full topin đó nha. Nhưng mà cũng đi, tu tới ngày thứ 2 rồi, cái bắt đầu nó khác. Ước gì có một cái ly nước ngọt ướp lạnh. Và thật may mắn, không phải chỉ có mình khát khao như thế, có rất nhiều tâm hồn đồng điệu. Và mình đã kết nạp tất cả những tâm hồn đã thành một cái nhóm bất hảo. Bằng một vài chuyên môn nghiệp vụ, trong nhóm đó mình sẽ cử ra một vài sứ giả. Bằng một vài chuyên môn, cũng có vài ly nước ngọt ướp lạnh uống. Thật là thiên đường là đây. Sau vài cái phi vụ thành công, cũng đến hồi thất bại. Đó là gì? Bị quý thầy bắt. Mà bị bắt rồi sẽ bị phạt lại sám hối ở trước đài Quan Âm 49 lại. Nhưng mà không sao, bởi vì lúc đó trong đầu có ly nước ngọt, bao nhiêu lại cũng được. Cho nên thôi kệ, chuyện gì cũng qua, lại xong rồi uống nước ngọt. Và đặc biệt trong những khóa tu đó,
thầy trụ trì của hôm nay ngày xưa là giám luật, là quản chúng. Cho nên mình đã từng được gặp thầy từ những năm tháng của ngày xưa, hôm nay gặp lại. Đặc biệt mỗi khóa tu, thầy hay chào sân với các bạn trẻ bằng một bài hát. Mà bao nhiêu khóa thầy hát có một bài à các bạn? Chắc cái đó là cái bài hit của thầy á. Rồi không biết sau mười mấy năm rồi thầy có phát hành bài mới chưa. Chứ ngày xưa đó ha, ở trong cánh gà mà vang lên tình chấm áp như vầng thái dương là biết thầy tâm trường ra tới nơi. Tu khóa nào cũng vậy, chào sân cũng bài đó, mà chia tay cũng bài đó, không có bài thứ hai. Thầy độc quyền bài đó, không biết hôm nay có bài mới chưa? Chưa luôn hả? Ôi, không nhận vậy mà thầy gửi hồn mình vào bài đó rất hay, phải không các bạn? Đó là tất cả những kỷ niệm, một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong thanh xuân của mình, trong thanh xuân của những bạn trẻ đã từng trải qua khóa tu mùa hè này trong những năm đó. Hỡi những người bạn uống chung ly nước ngọt năm đó, giờ này ở đâu hết rồi không biết. Mà tin rằng dù cho các bạn ở đâu cũng sẽ là những người thành công và hạnh phúc, bởi vì đã được nuôi dưỡng những hạt giống tốt lành, được thiết lập những nền tảng đạo đức để vững bước vào đời. Và hôm nay các bạn cũng thế, đang sống những ngày hạnh phúc. Hãy trân quý phút giây này. Hai các bạn ha. Chúng ta phải ghi nhận sâu sắc những ngày tháng hạnh phúc và đẹp đẽ như thế này. Để làm gì? Để mai kia, trong những 10 năm sắp tới của mình, chúng ta sẽ đối diện với những ngày buồn. Các bạn hãy nhìn lại quãng thời gian đã qua của mình, những 10 năm mà chúng ta đã từng đi qua, trong những kỷ niệm mà chúng ta từng nhớ, có phải không thiếu những ngày vui mà cũng chẳng vắng những ngày buồn? Phải không các bạn? Có một cuộc đời nào là bình yên không giông bão không? Chưa từng đi qua ngày buồn không? Và cũng chẳng ai có thể sống trong những ngày chỉ toàn là niềm vui. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại những 10 năm qua. Cuộc đời của chúng ta là một cặp giá trị của khổ đau và hạnh phúc, của buồn và vui, luôn luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Đúng không? Những 10 năm đã qua đã như vậy. Và chắc chắn một điều rằng những 10 năm sắp tới của các bạn cũng sẽ như thế. Có những ngày thật đẹp, nhưng cũng sẽ có những ngày trời rất là u ám với nỗi buồn giăng kín trong lòng mình. Vậy thì khóa tu của chúng ta là để cho niềm vui đến, không có nghĩa là chúng ta sẽ trốn chạy những nỗi buồn. Cho niềm vui đến một cách bền vững nghĩa là chúng ta phải đầy đủ dũng lực, trí tuệ để đối diện với tất cả buồn vui trong cuộc sống của mình. Chỉ có khi nào vững vàng như thế thì chúng ta mới có thể tìm thấy niềm vui ngay trong những ngày buồn. Dù đi trong giông bão, chúng ta vẫn không nguôi đi hy vọng. Sống giữa bão giông, chúng ta vẫn một niềm tin bước tiếp về tương lai. Được như vậy thì những 10 năm sắp tới của chúng ta mới được vững vàng cho niềm vui đến. Phải không các bạn? Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta phải xác định cuộc đời của mình, chúng ta không trốn chạy. Buồn đến chúng ta sẽ đón nhận, vui đến chúng ta sẽ tận hưởng. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phát biểu rằng: tôi không sợ những nỗi buồn, tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui. Như thế thì nhạt nhẽo lắm. Vậy thì buồn cũng là một giá trị cần có để cho cuộc đời của chúng ta trọn vẹn ý nghĩa. Đặc biệt là những người đang sống trong thời trai trẻ phải đối diện để cho cuộc đời của chúng ta đầy đủ màu sắc. Hãy thấy buồn cũng là một gam màu cần có trong cái bản màu cuộc đời của mình. Như vậy là chúng ta không sợ hãi nó, sẵn sàng đối diện với nó. Không sợ hãi chính là giải thoát rồi. Giải thoát khỏi nỗi buồn của mình. Phải không các bạn? Nhà văn Võ Diệu Thanh thì nói rằng: mình chỉ nhớ cái ý thôi, chứ ngôn từ chính xác thì quên rồi. Cuộc đời của chúng ta như một tô canh. Một tô canh muốn ngon phải được hài hòa bởi các gia vị. Cuộc đời muốn ý nghĩa phải dung nạp tất cả những cung bậc cảm xúc của một người cần có. Vậy thì nỗi buồn của chúng ta cũng đẹp, bởi vì nó tô điểm cho cuộc đời mình trọn vẹn ý nghĩa
đừng trốn chạy nó, hãy đối diện với nó. Cuộc đời này nhiệm màu lắm các bạn. Các pháp đã tương sinh với nhau, không thể trốn chạy cái gì và tìm kiếm cái gì cả. Có nụ cười để làm bạn với niềm vui. Nụ cười sẽ nhân đôi cái niềm vui của mình, sẽ chia cái niềm vui của mình với người khác, kết nối mình với người khác bằng nụ cười. Thì giọt nước mắt cũng có cái giá trị của nó. Để làm gì? Để xoa dịu cái nỗi đau của mình. Được khóc cũng là một nhân tố quý báu của đời người. Chỉ sợ khi nào mà chúng ta đau đến cùng cực không thể khóc được thì nỗi đau này thật sự là nguy hiểm. Vậy thì giọt nước mắt cũng có cái giá trị của nó. Tuổi trẻ mà, đừng ngần ngại. Khi vui chúng ta cười, khi buồn chúng ta khóc. Cách đây 16 năm, mình từng xem một cái vở kịch Hãy Khóc Đi Em. Có ai xem chưa? Hình như đang được dựng lại. Hãy Khóc Đi Em được chuyển thể từ tác phẩm Trăng Nơi Đáy Giếng của nhà văn Trần Thùy Mai. Cái nhân vật trong cái vở kịch đó chịu bao nhiêu bi kịch khổ đau của cuộc đời, đau đến nỗi không thể bật thành tiếng khóc. Và nỗi đau đó nó nội kết mỗi ngày một lớn. Và sự giải thoát đến là khi cái nhân vật đó bật ra được tiếng khóc để giải tỏa cái nỗi đau của mình. Chính cái giọt nước mắt là dược liệu để xoa dịu cái niềm đau. Cho nên chúng ta đừng ngại ngùng mà sợ nó. Cảnh kết của cái vở kịch đó là gì? Cái nhân vật òa lên trong tiếng khóc. Anh ơi, em khóc được rồi. Anh ơi, em khóc được rồi. Nghĩa là tiếng khóc được bật lên sau những bi kịch của cuộc đời để làm gì? Để xoa dịu những nỗi đau của mình. Thì chúng ta đừng ngần ngại. Khi chúng ta buồn, chúng ta cứ khóc. Khi chúng ta vui, niềm vui đến, chúng ta cười. Đối diện với nó, sẵn sàng tiếp nhận nó là giải thoát, là tự tại rồi đó. Cho nên một lần nữa, chúng ta phải xác định rằng cho niềm vui đến không có nghĩa là chúng ta sẽ trốn chạy những nỗi buồn. Bởi vì không có một chân trời nào là bình yên không giông bão, không có một cuộc đời nào là hoàn toàn phẳng lặng. Chúng ta chỉ có thể thiết lập thái độ sống của mình vững vàng để đón nhận tất cả những nắng mưa của cuộc đời, khổ đau và hạnh phúc, ngày buồn lẫn ngày vui. Phải không các bạn? Nhưng mà trong Phật Pháp còn có một cái chất liệu để chuyển hóa cái nỗi buồn của mình. Bởi vì sao? Chúng ta không thể sống mãi trong những nỗi buồn. Phải không các bạn? Mình trải nghiệm nó, mình đón nhận nó, nhưng mà phải cho nó qua đi, phải chuyển hóa nó. Chứ nếu chúng ta chăm sóc nó thì nỗi buồn đó sẽ mỗi ngày một lớn. Vậy thì lấy chất liệu gì để đón nhận và chuyển hóa những ngày buồn của chúng ta? Lời kinh của Phật dạy. Một trong những giáo lý rường cột của Phật Pháp là giáo lý vô thường. Giáo lý vô thường nói gì? Tất cả các pháp đều trên cái tiến trình thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Từ vật chất bao la cho đến từng trạng thái trong tâm ta đều bị chi phối bởi cái tiến trình đó. Vậy thì cái nỗi buồn của mình cũng bị chi phối bởi thành trụ hoại không. Phải không? Nghĩa là nó đến rồi nó sẽ qua. Nhưng mà các bạn có cho nó qua không? Hay là chúng ta cứ ôm mãi những nỗi buồn, chăm sóc mãi những vết thương, ôm mãi những hiềm hận trong lòng mỗi ngày một lớn? Chúng ta phải cho nó qua. Bằng cách nào? Đức Phật lại dạy: tất cả các pháp trong thế gian không thể không ăn mà tồn tại. Có nghĩa là pháp gì cũng phải có cái thức ăn của nó, nó mới được tồn tại và lớn mạnh. Cái nỗi buồn của mình cũng có thức ăn của nó. Thức ăn của nó là gì? Là sự nhớ nghĩ của mình, là sự gặm nhấm của mình về vết thương đó, về hiềm hận đó. Mỗi lần mà chúng ta nhớ nghĩ, mỗi lần mà chúng ta gặm nhấm lại những khổ đau xưa là chúng ta chăm sóc cho nó lớn thêm một chút. Vậy bây giờ mình đừng chăm sóc nó, đừng gặm nhấm hoài một nỗi buồn, đừng xoa hoài một vết thương. Hễ nó được chăm sóc thì nó sẽ lớn. Vậy thì chúng ta sẽ không chăm sóc nó, bỏ mặc nó. Bằng cách gì? Đặt
tâm của mình trên một cái đề mục khác. Mỗi khi chúng ta nhớ lại nỗi buồn đó, nhớ lại gương mặt mà mình hiềm hận đó, là chúng ta phải sực tỉnh và cột tâm mình trên một cái đề mục khác. Đề mục đó là gì? Nếu như các bạn từng có thực tập tu tập trong những khóa tu sinh viên tại đây thì có một cái phương pháp như tọa thiền, hít sâu, thở chậm, hay chỉ là tìm đến một quyển sách hay, hoặc là tìm đến những trang kinh hay. Để làm gì? Chúng ta cột tâm mình, đặt tâm mình trên một cái đề mục khác, chứ không phải là nỗi buồn xưa. Nó không được quan tâm, nó không được chăm sóc, thì nỗi buồn đó sẽ mỗi ngày một héo gầy và chết đi. Điều này phải qua quá trình thực tập. Cho nên hãy lấy đó làm hành trang cho mình trong những 10 năm sắp tới. Tìm một phương pháp gì đó để làm chiếc phao cho mình trong những ngày giông bão. Có thể là một quyển sách hay, một phương pháp thực tập, quán niệm hơi thở, hít sâu, thở chậm, hay là phương pháp niệm Phật, hoặc là tìm lại những trang kinh để đặt tâm của mình vào mỗi khi nỗi buồn cũ lên ngôi. Đó là một phương pháp ứng dụng. Và riêng đối với bản thân của mình, mình có một chiếc phao cứu sinh trong những ngày tăm tối. Đó là lời kinh của Phật dạy. Có những trang kinh chấn động tâm hồn mình bởi vì nó phù hợp với hoàn cảnh của mình vô cùng. Các bạn hãy tìm tới những trang kinh, đừng đặt nặng vấn đề đó là chất liệu của những người tu tập thì mới đọc kinh không. Các bạn hãy đọc những trang kinh và hãy xem những trang kinh giống như những quyển sách dạy cho mình nghệ thuật sống trong cuộc đời. Các bạn đọc bao nhiêu sách rồi, nghệ thuật từ trái tim vân vân, thì trang kinh cũng là một nghệ thuật sống cho chúng ta. Hãy tìm thấy những nghệ thuật đó trong những lời kinh của Phật dạy. Mình giới thiệu cho các bạn một trong những trang kinh mà mình lấy làm hành trang để sống trong những 10 năm đã qua và chắc chắn không thể tách rời trong những 10 năm sắp tới. Bài kinh đó kể lại một buổi sáng nọ, Đức Phật trên đường đi khất thực, tay ôm bình bát, đi về một khu rừng phía xa. Và khu rừng đó chẳng có một ai dám bén mảng tới. Vì sao? Nơi đó là lãnh địa của một con quỷ dạ xoa tên là dạ xoa Alavaka. Chẳng ai dám tới. Nhưng mà Đức Thế Tôn hôm đó đã đi về khu rừng đó. Và khi đến bìa rừng thôi, dạ xoa bắt đầu thể hiện thần thông của mình. Trời đen u ám, giông gió nổi dậy để chặn đường Đức Thế Tôn. Và khi chặn đường Đức Thế Tôn rồi, dạ xoa mới bảo rằng: "Này Sa Môn Cồ Đàm, ông đi đâu đây?" Đức Phật bảo: "Như Lai đi khất thực." "Này Sa Môn Cồ Đàm, ở đây chẳng có dân chúng nào có thể cúng dường cho ông, hãy quay về đi." Đức Phật bảo: "Nếu như không có ai cúng dường cho Như Lai, ông hãy cúng dường cho Như Lai." Dạ xoa mới bảo rằng: "Được, tôi sẽ cúng dường cho ông nếu như ông trả lời được câu hỏi của tôi. Còn nếu như ông không trả lời được câu hỏi của tôi sẽ làm cho tâm trí ông điên loạn. Tôi sẽ làm bể tim ông mà chết. Hoặc tôi sẽ nắm lấy chân ông mà quăng qua bờ kia của sông Ganga." Đức Phật bảo rằng: "Này hiền giả, Như Lai không nhận thấy có một ai trong cõi trời hay cõi người, Phạm Thiên hay Sa Môn, Bà La Môn hay Ma Giới, có thể làm cho tâm trí của Như Lai điên loạn, có thể làm bể tim của Như Lai mà chết, có thể nắm lấy chân của Như Lai mà quăng qua bờ kia của sông Ganga. Không một ai có thể làm được điều đó. Nhưng này hiền giả, nếu muốn, ông cứ hỏi đi, Như Lai sẽ trả lời." Và dạ xoa đã hỏi Đức Phật 4 điều, trong đó có cái điều thứ tư rất phù hợp với đời sống của chúng ta. Điều thứ tư là gì? "Này Sa Môn Cồ Đàm, đời sống tối thượng của mỗi chúng sanh là đời sống như thế nào?" Đời sống tối thượng chúng ta tạm hiểu trong cái hoàn cảnh của mình là gì? Là đời sống hạnh phúc tuyệt vời mà mình hằng mong muốn. Đối với mỗi người, giá trị hạnh phúc sẽ khác nhau. Vậy thì chúng ta hiểu cái câu đó, đời sống tối thượng là đời sống mà chúng ta hằng mong muốn. Làm sao để đạt được cái đời sống đó? Đức Phật bảo: "Đời sống tối thượng của mỗi chúng sanh là đời sống gắn liền với trí tuệ."
Trí tuệ là một trong những chất liệu để chúng ta sống trong cuộc đời này. Các bạn phải về tư duy và xây dựng trí tuệ cho mình làm hành trang trong những 10 năm sắp tới. Tin rằng với cái hành trang này chúng ta sẽ tránh được những điều cần tránh, đạt được những điều mong muốn với trí tuệ. Vậy thì trí tuệ là gì? Chúng ta sẽ định nghĩa trí tuệ theo kinh, theo lời kinh của Phật dạy. Trí tuệ là sự tuệ tri. Tuệ tri là nhận biết rõ ràng, chân chánh, sâu sắc về cái gì? Về bản chất của khổ và những nguyên nhân khiến cho mình khổ. Trong đó, cái nguyên nhân khiến cho mình khổ là một trong những điều mà chúng ta cần lưu ý. Và chúng tôi sẽ thí dụ cho các bạn xem. Chúng ta vô tư tình cờ gieo rất nhiều nguyên nhân khiến cho mình khổ mà mình không hay biết đâu các bạn. Đó là qua chiếc điện thoại di động, chiếc smartphone của các bạn. Chúng ta thấy mình sống cũng tử tế lắm, không có bạo lực ai đâu, không có nói gì nhiều với ai đâu, sống đàng hoàng tử tế. Nhưng mà qua cái phương tiện là chiếc điện thoại di động, chúng ta lại có một cái góc khuất khác, một cái tâm hồn khác, một con người khác qua việc tương tác với chiếc điện thoại di động. Cách đây hình như là 2 năm trước, trong một cái cuộc thi, có một chị thí sinh thuyết trình cái phần dự thi của mình với cái ý như thế này, còn cái lời văn chính xác thì mình không nhớ rõ. Chiến tranh đã đi qua, chúng ta đang sống trong thời yên bình. Nhưng có thật sự là yên bình khi mà ngày mỗi ngày người ta vẫn tổn thương nhau bằng bạo lực? Bạo lực không thể hiện ở bom rơi đạn lạc. Bạo lực tiềm ẩn trong nhiều hình thái khác nhau, trong đó có bạo lực ngôn từ. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Chúng ta cũng từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Và trong phút giây nào đó, qua chiếc điện thoại smartphone này, chúng ta cũng là thủ phạm của bạo lực ngôn từ. Phải không các bạn? Bạo lực ngôn từ, nó chỉ là một lời nói, nó không phải là một hành động tác động vật lý gì cả. Nhưng mà những lời nói đó có thể khiến cho người ta khổ đau, khắc lên hồn người ta những vết thương không bao giờ có thể xoa dịu. Phải không các bạn? Chỉ với chiếc điện thoại di động. Mà khi chúng ta gieo những khổ đau cho người khác thì một cái quả khổ đau cũng hứa hẹn chờ đợi chúng ta vậy. Cho nên ấy, khi mà chúng ta qua khóa tu mùa hè này, làm mới lại mình, sống với trí tuệ trong những 10 năm sắp tới, chúng ta phải thận trọng với chiếc điện thoại di động, người bạn thân thiết của mình. Đôi khi nó thân hơn cái chữ thân. Trước khi đi ngủ thì cái chiếc điện thoại là người chào các bạn, phải không? Nó tắt rồi các bạn mới an tâm mà đi ngủ. Vừa mở mắt, chưa kịp mở mắt chứ, chưa kịp mở mắt là tìm nó rồi, phải không? Chiếc điện thoại di động. Cho nên đây là người bạn rất thân. Nó có thể là người bạn ác, có thể là người bạn thiện của các bạn với chiếc điện thoại di động. Chúng ta, những người rất trẻ, 2.000 bạn thì cũng gần 2.000 nhà sáng tạo nội dung trong tương lai, phải không? Ở đây có ai TikToker không? YouTuber gì không? Những nhà sáng tạo nội dung đây, tất cả những sản phẩm mà chúng ta sáng tạo đều là hạt giống có thể mang tới niềm vui hoặc nỗi khổ cho người khác. Và cũng chính hạt giống đó sẽ định hướng niềm vui và nỗi khổ của chính mình. Cho nên các bạn phải thận trọng. Nâng chiếc điện thoại lên, tự nhắc nhở mình rằng tay nâng điện thoại nên nguyện chúng sanh nói lời ái ngữ, tăng trưởng tình thương. Án iPhone, Samsung, ta bà ha. Tự nhắc nhở mình. Để làm gì? Chúng ta phòng hộ những nguyên nhân khiến cho mình khổ. Và đặc biệt hôm nay, chiếc điện thoại di động với những nội dung mà chúng ta sáng tạo đóng góp một phần rất lớn vào trong sự bình ổn của xã hội, giá trị đạo đức của xã hội. Cho nên các bạn phải thận trọng với những gì mà chúng ta tiếp nhận trên đó và những gì mà chúng ta gieo trên đó. Đặc biệt là những điều thị phi. Các bạn có vội tin không? Những điều mà chúng ta thấy đành rành trước mắt mà còn không phải là sự thật. Huống hồ gì chúng ta đang nhìn sự thật qua chiếc điện thoại di động.
Vậy thì đối với những điều trên đó, chúng ta phải có cái quan điểm nhìn như thế nào? Chúng tôi kể cho các bạn nghe một trang kinh nữa. Đó là bài kinh Bát Đi Gia trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 10, tập 2 chương 10. Vào khi đó, Đức Thế Tôn đang an cư tại thành Vesali. Vào buổi chiều đó, Ngài Lichavi, tên là Bát Đi Gia, có nghĩa là ông Bát Đi Gia thuộc bộ tộc Lichavi, đến tinh xá để đảnh lễ Đức Thế Tôn và báo với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dân chúng của làng Beluva này và thậm chí là cả thành Vesali này đang đồn đại rằng Đức Thế Tôn là một nhà huyễn thuật sư, đang dùng cái huyễn thuật của mình để mê hoặc dân chúng, để lôi kéo dân chúng, để mở rộng tăng đoàn. Đó có phải là sự thật không, Bạch Đức Thế Tôn? Chúng con không muốn vu khống người với điều mà người không nói, Bạch Đức Thế Tôn. Và Đức Phật bảo rằng: Này Bát Đi Gia, chớ vội tin bất cứ điều gì chỉ vì văn phong tốt đẹp. Chớ vội tin bất cứ điều gì chỉ vì tập quán lưu truyền. Chớ vội tin bất cứ điều gì chỉ vì được nhiều người nhắc đi nhắc lại. Chớ vội tin bất cứ điều gì chỉ vì uy tín của bậc đạo sư. Chớ vội tin bất cứ điều gì chỉ vì phù hợp với định kiến của cá nhân ta. Mà Bát Đi Gia, đối với các pháp mà ông tự mình biết rằng đây là pháp thiện, pháp này không có tội, pháp này không bị người có trí chỉ trích, pháp này nếu chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc, đối với những pháp ấy, ông hãy tin nhận, chứng đạt và an trú. Còn nếu như ông tự mình biết rõ rằng pháp này là bất thiện, pháp này là có tội, pháp này nếu chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến khổ đau cho mình và người khác, đối với những pháp đó ông hãy từ bỏ chúng. Vậy thì chúng ta cũng lấy cái lời kinh đó làm hành trang cho mình. Đối với tất cả những điều mà chúng ta được tiếp nhận qua chiếc điện thoại, chúng ta phải có phút giây tư duy. Đừng vội tin bất cứ điều gì chỉ vì được nhiều người nhắc đi nhắc lại. Đừng vội tin bất cứ điều gì chỉ vì xu hướng của truyền thông. Được như vậy thì chúng ta mới thực sự làm chủ cuộc đời mình trong những 10 năm sắp tới. Hả các bạn hả? Chứ nếu không mới thưa các bạn, cuộc đời chúng ta đã trao vào tay của người khác rồi, vào những nhà sáng tạo nội dung. Đâu phải nhà sáng tạo nội dung nào cũng đầy đủ trí tuệ và tình thương dành cho cuộc đời. Cho nên hỡi những nhà sáng tạo nội dung trong tương lai, hãy trang bị cho mình đầy đủ và tình thương dành cho cuộc đời. Được như vậy thì chắc chắn trong tương lai chúng ta, đời sống của mình sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt cho chính mình. Vậy thì chúng ta một lần nữa phải biết thận trọng với chiếc smartphone. Chọn lọc nội dung, chọn lọc những điều tiếp nhận. Hãy xem nó là phương tiện của mình, đừng phải là nô lệ của nó. Và cái chiếc điện thoại này các bạn, nó còn một cái hậu quả nữa. Dường như vì cái chiếc điện thoại này mà khoảng cách giữa người trong gia đình mỗi ngày một xa nhau. Phải không các bạn? Thậm chí chúng ta dọn mâm cơm ra cùng với người trong gia đình, vừa ăn cơm nhưng mà con mắt của chúng ta theo dõi chiếc điện thoại, chứ không phải là nhìn những người trong mâm cơm, trong gia đình của mình. Qua chiếc điện thoại, vô tình chúng ta đã kéo cái khoảng cách giữa mình và người trong gia đình mỗi ngày một xa, đặc biệt là giữa mình và mẹ cha. Có bao giờ trong mâm cơm, trong gia đình mình, chúng ta ngắm nhìn hình ảnh của mẹ cha và chợt nhận ra rằng mẹ của chúng ta năm nay đã già rồi, cha của chúng ta năm nay đã yếu rồi, mái tóc của mẹ đã điểm bạc từ hôm nào mà chúng ta không biết, bờ vai của cha đã gầy còm về phía trước từ buổi nào mà chúng ta không hay. Cho nên sau khóa tu này, chúng ta hãy về nhà và nhìn lại hình ảnh của mẹ cha mình. Khung trời của mẹ cha còn được mấy lần 10 năm? Chúng ta sẽ còn được ngồi bên mâm cơm với mẹ mấy lần 10 năm nữa? Chúng ta sẽ còn được bên cạnh của cha mình để
để trò chuyện, để nhìn ngắm cha mấy lần 10 năm nữa. Quãng thời gian của mẹ cha còn được mấy lần 10 năm nữa hả các bạn? Nếu như khoảng thời gian của mẹ mình chỉ còn được một lần duy nhất 10 năm, và đặc biệt là các bạn sinh viên xa nhà, mỗi năm chúng ta chỉ về thăm nhà được một lần, thì có nghĩa là chúng ta chỉ còn gặp người 10 lần nữa mà thôi. Mỗi lần gặp gỡ là trừ đi một lần. Chúng ta phải nhìn lại để kịp sắp xếp lối sống của mình trọn vẹn với mẹ cha trong những 10 năm sắp tới. Thưa các bạn, trong một buổi thiền trà chủ đề về mẹ cha, có một chàng thanh niên đứng dậy trình bày cái câu chuyện của mình. Chàng thanh niên ấy thưa rằng: thưa thầy, trước tiên con xin khẳng định với mọi người rằng con rất thương mẹ của mình. Cha mất sớm, một mình mẹ chăm lo cho gia đình và chăm lo cho chúng con được thành người, cho nên là con rất thương mẹ của mình. Nhưng mà không hiểu vì sao mỗi lần gần nhau, con và mẹ thường cự cãi với nhau, lớn tiếng với nhau lắm. Cho nên dù rất thương nhưng mà không nói được những lời thương. Đó là điều mà con khúc mắc cho đến hôm nay. Và có một buổi nọ, mẹ đến hỏi thăm công việc của con. Con đã lớn tiếng và nạt nộ với người rằng: quan điểm của con và mẹ không có giống nhau. Mẹ học có bao nhiêu đâu mà đòi hiểu được việc con đang làm. Sau cái câu nói đó, người mẹ bỗng chết lặng. Và trong lòng của chàng thanh niên đó cũng hẳn đi một nhịp, không nghĩ rằng mình có thể thốt ra câu đó. Và cái câu nói đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí của anh cho đến hôm nay. Và người bạn đó hỏi: vì sao như thế? Vì sao mỗi lần gặp gỡ con và mẹ chỉ cãi lộn với nhau thôi, không nói được những lời yêu thương gần gũi? Các bạn có rơi vào hoàn cảnh đó không? Vì sao như thế? Có không? Có hả? Nhiều lắm các bạn. Dẫu là mình rất thương, thương rất nhiều, nhưng nói lời thương thì vô cùng khó khăn. Và vì sao mà chúng ta thường cãi với mẹ, với cha như thế? Chúng tôi mượn cái câu trả lời của một người nghệ sĩ trong một cái chương trình truyền hình. Vì sao? Vì sao mà chúng ta thường cự cãi lớn tiếng với mẹ, với cha? Vì mẹ mình còn sống. Vì cha mình còn sống. Bởi vì người còn sống đó, bên cạnh mình đó, cho nên mình mới có thể lớn tiếng với người đó. Rồi một mai khi mà người về với đất, dù chúng ta muốn nói một lời sám hối, ăn năn cũng không thể được. Phải không các bạn? Cho nên trong những thời gian qua, có đôi khi chúng ta vì vô tâm mà đã nói những điều không nên nói, khiến cho mình cắn rứt tới hôm nay. Và chúng ta cũng vì vô tâm mà đã nói những điều, mà chúng ta cũng vì vô tâm mà đã không nói những điều nên nói, để đến một ngày nào đó nó sẽ là nối tiếc của mình trong quãng đời còn lại. Cho nên vì mẹ cha vẫn còn đó, có thể nghe được những lời chúng ta nói, nếu có thương thì hãy nói đi. Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say, một giấc ngủ không bao giờ dậy, ngàn năm chia cách chẳng ngày mai. Có một lần nọ, chúng tôi lướt trên mạng và đọc được một cái tâm sự của một người bạn trẻ. Sau bao nhiêu áp lực của cuộc đời, sau bao nhiêu thất bại của đường đời, và anh ta đã quyết định buông xuôi tất cả một lần và mãi mãi. Và khi đã chọn lựa con đường tăm tối đó, anh ta trở về nhà để thực hiện cái điều mình muốn. Và khi về đến ngôi nhà của mình là nửa đêm rồi, nhưng mà ngôi nhà vẫn sáng đèn và người mẹ vẫn ngồi trước cửa để chờ con. Đây là một điều lạ, bởi vì mẹ ngủ rất sớm, nhưng hôm nay thì người vẫn ngồi đó với ngôi nhà sáng đèn. Thì người mẹ mới báo rằng: không hiểu vì sao hôm nay lòng mẹ rất bồn chồn, lo lắng, cho nên chẳng thể nào ngủ được. Con ăn gì chưa? Con mệt không? Con ăn gì chưa?
Cho nên chàng thanh niên đó, trong phút giây tuyệt vọng, nhưng về với ngôi nhà của mình, bỗng nhận ra, thì ra ta đâu có mất tất cả. Dẫu cho ngoài đường đời chúng ta là người thất bại, chúng ta đánh mất rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn luôn luôn còn một cái gia tài quý báu không bao giờ mất đi. Tình thương đó không bao giờ phai nhòa, đó là tình thương của mẹ, của cha. Cho nên chúng ta thành công chúng ta về nhà, chúng ta thất bại chúng ta về nhà. Hãy về nhà để thấy mình còn cả một bầu trời hạnh phúc, cả một gia tài quý báu của đời người. Và cái gia tài này sẽ theo chúng ta đến tận cùng, không bao giờ phôi pha. Có một lần nọ, vào một buổi chiều mưa tầm tã, thưa các bạn, có một đôi vợ chồng với chiếc áo mưa cuộn tròn trong tay, chứ không mặc, dầu trời đang mưa rất to. Thì trong chiếc áo mưa đó là gì các bạn biết không? Một cái hũ cốt nhỏ xíu của một đứa trẻ 3 tuổi vì bạo bệnh vừa qua đời. Hai vợ chồng cuộn cái áo mưa để che cho cái hũ cốt đó mang về chùa. Thì từ khi mà gửi cái hũ cốt đó vào chùa, mỗi buổi chiều cha mẹ đều về chùa thăm con, giống như là con mình vẫn còn đó, gửi ở một cái trường nội trú nào đó, mỗi buổi chiều đều đến thăm. Và người mẹ luôn luôn mang theo một bình sữa còn rất nóng. Bình sữa đã được pha từ cơ quan mang đến chùa. Và khi mà người mẹ rót sữa vào ly cho con, rót từng chút, từng chút, từng chút, rồi dừng lại trò chuyện với con, giống như là con mình vẫn còn đó đấy. Giống như là ngày hôm nào mình cho con ăn phải từ tốn, phải thông thả, kẻo con mình nó sặc, con mình nó ho. Và vừa cho con ăn vừa trò chuyện vui cười với con, rót từng chút, từng chút cái ly sữa đó. Chúng tôi mới tiếp cận để mong muốn được xoa dịu cái nỗi đau đó. Chúng tôi vờ hỏi rằng sữa này là sữa gì? Cúng xong rồi cho tôi đi, tôi đem ra gốc cây cho những chú mèo. Người mẹ mới bảo, dạ được thầy, sữa này là loại sữa dành cho trẻ em 3 tuổi. Tháng sau là con nó 4 tuổi rồi, cho nên con phải đổi sữa mới cho nó. Chúng tôi nghe tới đây mà cảm thấy hẫng trong lòng. Vì sao? Vì trong lòng của người mẹ này, con mình nó không có mất đi. Nó đang 3 tuổi hôm nay, tháng sau nó 4 tuổi và nó còn lớn lên hoài trong vòng tay của người mẹ đó. Chúng tôi thương vô cùng, thương lắm. Cho đến bao giờ thì người mẹ này mới chấp nhận một cái sự thật rằng con mình đó bây giờ chỉ là một phần ít ỏi, nhỏ nhoi còn lại, lạnh lẽo vô hồn trong cái hũ cốt nhỏ xíu đó. Hay là sẽ không bao giờ tình thương của người mẹ đó phai nhòa. Dầu cho con mình hôm nay không còn trong sự chăm sóc của mình, tình thương đó vẫn còn, tình thương của mẹ, của cha. Cho nên quý vị hãy yên tâm, chúng ta không bao giờ là người trắng tay trong cuộc đời, chúng ta không bao giờ là người thất bại trong cuộc đời, bởi vì chúng ta vẫn còn đó, tình thương của mẹ, tình thương của cha. Bờ vai đó luôn sẵn sàng, vòng tay đó luôn sẵn sàng chào đón chúng ta về để gục sốc, để gục khóc sau những vất vả, thất bại giữa đường đời. Hãy yên tâm và hãy nhìn lại bờ vai đó còn được mấy lần 10 năm. Cho nên sau khóa tu này, các bạn về phải tu thêm một khóa nữa. Tu thêm một khóa tu nữa, đó là khóa tu chỉ mình và mẹ cha của mình thôi. Hãy kham nhẫn đi, kham nhẫn về sống trọn vẹn với hình ảnh của mẹ cha. Đừng tiếp xúc với chiếc điện thoại nhiều. Tu một khóa cùng với mẹ cha để ngắm nhìn từng cái nếp nhăn trên gương mặt của mẹ, ngắm nhìn từng cái nếp nhăn trên gương mặt của cha. Tu một khóa tu cùng với mẹ cha của mình để khắc sâu cái hình ảnh đó, để mai kia mốt nọ người không còn, nhưng mà hình ảnh của người vẫn luôn tươi mới trong tâm ta. Được như vậy là chúng ta đã sống trọn vẹn với những 10 năm của mẹ cha và mình. Hình ảnh khóa tu của các bạn được đăng tải trên fanpage của Chùa Hoằng Pháp.
rất nhiều, cho nên các bạn yên tâm về mà lót hình check in ha. Và trong đó có rất nhiều bình luận của mẹ cha của các bạn ở nhà, nhưng mà luôn luôn dõi theo các bạn trong phút giây này. Trong đó có một cái bình luận của một người mẹ nào đó có con đang trong khóa tu này, này. Người mẹ đó bình luận rằng không biết ai mới không chịu nổi 8 ngày sắp tới. Nghĩa là gì? Các bạn lo lắng vào trong chùa, tiện nghi vật chất không đầy đủ như là ngôi nhà của mình, như sự chăm sóc của cha mẹ mình. Các bạn sợ mình không nổi 8 ngày. Nhưng mà chính cha mẹ của mình ở nhà mới lo lắng, sợ nhớ con chịu không nổi 8 ngày. Và lo lắng cho con, bởi vì con vào đó rồi, không thể can thiệp vào sự đói no ấm lạnh của riêng con. Mâm cơm của chùa sẽ không giống mâm cơm của nhà, bởi vì mâm cơm ở nhà mình được nêm nếm bằng tình thương của mẹ, là tánh ăn, là nết ở của từng đứa con. Cho nên mẹ cha của các bạn ở nhà cũng đang khắc khoải chờ mong các bạn. Cho nên sau khóa tu này, khi mà chúng ta nhận lại được chiếc smartphone của mình, điều đầu tiên mà các bạn cần làm, hãy phone về cho cha mẹ để báo rằng con đã kết thúc khóa tu. Và nếu như trong khóa tu này con có công đức, phước báo nào, xin nguyện hồi hướng cho mẹ cha. Mẹ hãy sống mãi với con nhé. Cha hãy sống mãi với con, bình an, hạnh phúc như thế này, hoài 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 luôn nhé. Hai các bạn ha. Vậy thì hôm nay với một chút chất liệu trình bày với các bạn, để chúng ta cần phải nhìn lại khoảng thời gian đã qua của mình, để chấn chỉnh lối sống trong hiện tại với chất liệu của trí tuệ, của tình thương. Và cần phải nhìn lại khung trời của mẹ cha đang nghiêng về phía của hoàng hôn. Khung trời đó sẽ còn được mấy lần 10 năm. Hãy trân quý từng khoảnh khắc của mình, bởi vì không có thanh xuân nào bất tận, không có thời gian nào là vô hạn. Và đời ta có mấy lần 10 năm, xin hãy trân quý từng ngày quý báu của chúng ta. Chúc cho các bạn mai này dù ở đâu cũng sẽ là những người hạnh phúc, thành công, và đừng quên những kỷ niệm tuyệt vời của hôm nay.